Lên ơi. Cảm ơn chị ạ. Trường ơi, trường ơi. Vừa đang cho chụp này. Chụp chung
Rồi. Đây là trên đám cưới không chị? Không, hôm nay chị rất là gọi là hiền tục vui mì. Chú rể sao chị? Chú rể đẹp trai, dễ thương, dâu rất là đẹp, dâu như con chú vậy đó. Nói chung là tuyệt vời, đồ ăn ngon, gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp. Cảm ơn chị e thẹn, e thẹn không không như chị ngày thường thì chị ơi. Hả? Ngại chị. Cái gì? Sao đang ngại vậy? Đây là không có anh Đạt á, chú rể cũng tên là Minh Đạt á, cho nên là chị tranh thủ chị về sớm. Hứa Minh Đạt đang đợi à, thì không còn ai nữa ha. Chết rồi. Sao dạo này bị lâu sống lâu kỳ sao mà thấy đồng kinh nghiệm quá là sợ. Mọi em không có gì để nói luôn á mọi người. Lan Ngọc đang xuống á. Lan Ngọc đang chuẩn bị xuống á. Lan Ngọc xuống nè. Lan Ngọc đang chuẩn bị xuống á mọi người. Chết thiệt. Nó cứ tuyệt vời. Ủa tính quay hoài luôn hả trời. Xe tới chưa chết thôi. Chứ bây giờ không biết nói gì. Thôi chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Em chào tạm biệt mọi người. Em đi đây. Xấu rồi. Cảm ơn cả nhà. Dạ. Dạ. Còn cái này nhá. Phải đi tới đi luôn mấy lần luôn mới nhớ được cái đường cũ. Hai chị cảm nhận về đám cưới hôm nay như nào vậy? Một đám cưới như chị cổ tích vậy đó. Đúng rồi. Rất là đẹp luôn á. Và thấy rất là mừng cho Miu đã kiếm được đúng người. Cô dâu chú rể hôm nay như thế nào? Cô dâu chú rể thì quá là dễ thương luôn. Nói chung là rất đẹp đôi. Mà em thấy có dáng phu thê ha. Hai đứa nó có mặt cái giống nhau á. Nhìn rất là giống nhau luôn á. Cứ như là có dáng phu thê lắm. Mà nó giấu kỹ ghê.
giấu rất là kỹ. Cái phần mà chú rể đợi cô dâu bước lên sân khấu á, thấy là chú rể rất là xúc động luôn. Cho nên chị thấy là chú rể dành một tình cảm rất là đặc biệt cho Miu luôn. Nói chung là tới đám cưới hôm nay chị cũng uống hơi bị nhiều tại vì mừng cho Miu á. Mấy đứa em mà chị thương nhất như Viu Anh nè, là một trong những đứa em mà chị cũng rất là thương luôn. Từ cái đợt chị ngày xưa qua Mỹ chồng cái hỏi hai chị em đi Mỹ từ cái đợt đầu tiên, từ lúc mà chị cũng chưa có tên tuổi gì, Viu Anh này lúc mới có tên rồi mà chị thì chưa. Thôi chị không có tên, chị làm kinh doanh cho chị giàu đi, chị nuôi tụi em. Quá và chú rể như thế nào ha chị? Cái này là quá như cô dâu luôn, xúc động quá trời luôn. Hôm nay đám cưới rất là sang trọng, rất là lộng lẫy. Chúc mừng cô dâu và chú rể mới ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người. Còn chú rể như thế nào, mình nhận thấy chú rể đi không? Chú rể hiền lắm, chú rể hiền lắm, khóc hoài à. Nhưng mà hôm nay chú rể thấy rất là hạnh phúc. Đám cưới trong